Vitin giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bông hoa canxi nano, vitamin D3 và MK7. Xin được chào đón quý thính giả đến với 60 phút của chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng. Biên tập viên Quốc Minh rất vui mừng đồng hành cùng quý thính giả trong chương trình ngày hôm nay để chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về những sai lầm mà các ông bố bà mẹ trẻ hay gặp phải khi bổ sung canxi tăng chiều cao cho con cái mình, với sự tư vấn của bác sĩ Lê Thị Hải đến từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Và cảm ơn bác sĩ Lê Thị Hải đã dành thời gian tham gia chương trình. Vâng, xin chào quý thính giả của kênh Giao FM, chào MC Quốc Minh. Chúng tôi cũng xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng Vitin, nâng tầm cao và trí tuệ Việt của dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 1900 1259 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khỏe đẹp a@bacsitivan.vn. Thưa bác sĩ Lê Thị Hải, ngày hôm nay thì một lần nữa chúng ta lại đề cập đến vấn đề chiều cao của trẻ em. Và dĩ nhiên, canxi là một trong những vấn đề mà chúng ta luôn được đề cập tới. Song, có một chuyện như thế này, trong các chương trình khác thì chúng ta hay đánh giá về rất cao là muốn tăng chiều cao của trẻ thì chúng ta cần phải sử dụng những cái gì ra sao. Nhưng đôi khi thì các ông bố bà mẹ trẻ lại rất sai lầm khi chúng ta lạm dụng quá về những cái dưỡng chất, nó sẽ gây ra những cái hậu quả về sau này. Vậy thì trước hết thì bác sĩ Lê Thị Hải có thể cho biết rằng cái sự phát triển của xương trong cơ thể con người thường diễn ra như thế nào, và đối với một đứa trẻ thì giai đoạn nào thì sự phát triển này nó đạt đến đỉnh điểm ạ? Chúng ta đều biết thì xương thì được hình thành rất là sớm. Xương được hình thành từ lớp trung phôi bì và phát triển qua 3 giai đoạn, tức là từ đôi là màng rồi đến sụn và cuối cùng thì trở thành xương. Và bộ xương ở người thì bắt đầu hình thành từ ngay từ khi từ kỳ bào thai, tức là từ cuối tháng thứ nhất của thời kỳ bào thai, và từ tháng thứ hai trở đi thì màng xương biến thành sụn, và từ cuối tháng thứ hai trở đi thì sụn đã bắt đầu được thay thế bằng vô xương. Và sau khi em bé chào đời thì tất cả cái quá trình hóa xương vẫn tiếp tục cho đến lúc trưởng thành, tức là nam giới thì rơi vào khoảng 25 tuổi và nữ giới thì rơi vào khoảng 23 tuổi. Như vậy thì chúng ta đều biết là cái giai đoạn phát triển của xương là phát triển liên tục như vậy, nhưng mà tuy nhiên trong tất cả cuộc đời của một con người thì có những cái giai đoạn mà chúng ta cần phải chăm sóc để cho cái hệ xương phát triển một cách tốt nhất. Thì có 3 cái giai đoạn quan trọng nhất để phát triển hệ xương. Thứ nhất là thời kỳ bào thai, bởi chúng ta tôi vừa nói xong là xương bắt đầu hình thành từ tháng thứ nhất của thời kỳ bào thai rồi, thế cho nên là quan trọng nhất là thời kỳ bào thai, tức là em bé còn nằm trong bụng mẹ. Giai đoạn thứ hai là cả cái giai đoạn cũng rất quan trọng, đó từ khi em bé chào đời cho đến khi em bé khoảng 3 tuổi. Và cuối cùng giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn quan trọng nhất, tức là cái giai đoạn cuối cùng để cho em một cháu bé có thể cao lớn được hay không, mà cũng là giai đoạn cuối cùng, đó chính là giai đoạn dậy thì và tiền dậy thì tức là rơi trẻ trai thì rơi vào khoảng từ 10 cho đến 13 tuổi, và đấy là giai đoạn tiền dậy thì là nhanh nhất và tiếp tục cho đến 18 tuổi. Thế còn bé gái thì khoảng từ 10 cho đến 13 tuổi. Thế thì đấy là cái giai đoạn mà chúng ta cần biết là có 3 cái giai đoạn quan trọng nhất, thì các bậc phụ huynh chúng ta cũng cần biết để có thể chăm sóc tốt nhất cho hệ xương của em bé. Vâng, rõ ràng đây là những thông tin vô cùng cơ bản, nó không chỉ mang tính chất về y học mà nó còn mang tính chất là xã hội học, để chúng ta hiểu rõ hơn về cái từng giai đoạn phát triển của một em bé như thế nào, để chúng ta có sự đầu tư rất là tốt cho cái sự phát triển chiều cao của một đứa nhỏ. Nếu như nhiều thập niên trước đây thì rõ ràng là những cái thông tin này chúng ta hầu như là rất ít được phổ biến, đúng không ạ? Mà chỉ chủ yếu là làm sao mà có được bữa cơm nhá hàng ngày là quý lắm rồi. Tuy nhiên ngày hôm nay thì có đầy đủ tất cả những cái thông tin như vậy. Và chúng ta được biết rằng là nguyên liệu để cấu tạo thành xương, chúng ta thấy rằng là canxi là một trong những cái nguyên liệu là không thể thiếu khi cấu tạo thành xương, nhưng mà chắc chắn là canxi không phải là tất cả, đúng không ạ? Vâng, chúng ta đều biết là những cái nguyên liệu cần thiết để xây dựng khung xương, thì chúng ta biết là cấu tạo của khung xương thì nó bao gồm có 2 thành phần. Thành phần thứ nhất là thành phần hữu cơ, tức là bao gồm các cái protein mà chúng ta còn hay là gọi là các cái sợi collagen ấy. Đấy chính là cái thành phần protein. Thứ hai là lipid và cái thành phần mucopolysaccharide. Thế thì những cái thành phần, những cái chất hữu cơ này, thì ví dụ như cái sợi collagen ở trong xương chẳng hạn, đấy thì nó sẽ có tác dụng, đó làm như là những cái màng làm gắn kết, để gắn kết các cái phân tử thành phần chính là thành phần các chất vô cơ. Các chất vô cơ ở đây thì chủ yếu là các loại muối canxi, và sau đó thì chúng ta đến là phốt pho và các cái khoáng chất khác, ví dụ như là sắt, kẽm, magie, mangan, boron, silic vân vân. Thì tất cả những cái khoáng chất đấy nó nhờ các cái thành phần hữu cơ, tức là các cái protein từ đây, tức là các sợi collagen, rồi là các lipid hoặc các cái màng mucopolysaccharide, nó gắn kết vào xương lại. Chính vì vậy cho nên là làm cho xương của đứa trẻ của chúng ta là không những vững chắc, mà là vững chắc là nhờ các cái thành phần các chất vô cơ, nhưng mà nó dẻo dai lại nhờ cái thành phần các chất hữu cơ. Như vậy thì rõ ràng là những cái nguyên liệu rất là quan trọng như vậy để giúp cho cái hệ xương hình thành phát triển, cũng như là cái độ chắc cũng như là độ dẻo dai của xương.
Vâng, tức là nó sẽ có những cái thành phần mà giúp cho không chỉ xương chắc khỏe mà nó còn là tạo ra cái sự dẻo dai của khung xương của mình nữa. Vâng, chúng ta thấy rằng là canxi là khoáng chất thì không thể thiếu đồ trong cái việc phát triển và hình thành của xương. Tuy nhiên, thưa bác sĩ Lê Thị Hải, một đứa trẻ như thế nào thì gọi là thiếu canxi? Bởi vì trong thực tế thì chúng ta thấy rằng nó không phải là thấp, một đứa trẻ không phải là thấp, nhưng mà nó vẫn là một trong những đứa trẻ là thiếu canxi với một cái sự phát triển nó không được tốt. Và cái ảnh hưởng của thiếu canxi nó có cái tác động như thế nào đối với cái sức khỏe chung của một đứa trẻ? Vâng, chúng ta đều biết thì để nói đến cái phát triển chiều cao hay là nói phát triển của cái hệ xương thì tất cả các bậc phụ huynh của chúng ta ai cũng biết đấy, đó chính là canxi. Bởi vì trong cơ thể của chúng ta thì canxi 99% là tập trung ở xương và răng. Thế cho nên có thể nói là xương nó như là một cái kho muối để dự trữ canxi đấy, trong cơ thể. Khi cơ thể của chúng ta thiếu canxi thì nó lại huy động canxi ở trong xương ra. Thế chính vì vậy cho nên là rất nhiều các cái trường hợp là những em bé của chúng ta thiếu canxi nhưng mà bà mẹ cho đi xét nghiệm máu nhưng mà nồng độ canxi trong máu lại không hạ. Bởi vì là canxi trong máu là một hằng số hằng định. Khi thiếu thì nó huy động canxi ở trong xương ra. Thế cho nên là nhưng mà nó lại có những cái biểu hiện lâm sàng mà chúng ta có thể nhận biết được là trẻ đang bị thiếu canxi. Tôi lấy ví dụ như là khi mà trẻ còn nhỏ thì cái dấu hiệu thiếu canxi đó chính là cái dấu hiệu của bệnh còi xương đấy. Thì chúng ta đều biết là canxi là một trong những cái khoáng chất, nó không những tham gia thành phần chính cấu tạo của xương mà nó còn tham gia vào nhiều các cái chức năng khác trong cơ thể, trong đó nó có tham gia vào cái điều hành cái hệ thống thần kinh thực vật. Cho nên khi thiếu canxi thì đứa trẻ sẽ ở trong cái tình trạng cường thần kinh giao cảm, tức là nó ngủ không ngon giấc, quấy khóc rất là nhiều. Và thứ hai nữa là nó cường thần kinh giao cảm thì cái hệ thần kinh giao cảm nó điều khiển cái hoạt động của các cái tuyến trong cơ thể, đặc biệt là tuyến mồ hôi, cho nên làm cho cái tuyến mồ hôi nó hoạt động ở quá mức và đứa trẻ ra rất nhiều mồ hôi, ngủ không ngon giấc, kích thích quấy khóc. Thế rồi hay là nó còn tham gia, canxi còn tham gia vào quá trình thành co cơ nữa, cho nên là khi thiếu canxi, ví dụ như người lớn của chúng ta có thể biểu hiện những cái trường hợp co rút này, chuột rút này, đau bóp quắp chân này, hay trẻ em của chúng ta có những cháu nó có thể có co giật hay là có những trường hợp nó co quắp chân tay vào. Đấy thì đấy là những dấu hiệu của thiếu canxi. Hay là cũng canxi cũng tham gia vào cái quá trình tức là vận động của các cái cơ trơn, cho nên là nhiều cháu có những cái trường hợp mà nó biểu hiện mà cái là đau bụng. Đấy, có những cái cơn đau bụng không rõ ràng. Đau nhất là đau hay là ban đêm, xong rồi đi khám xét nghiệm, bố mẹ cho con đến bệnh viện siêu âm cái thứ chả thấy gì cả. Nhưng mà khi mà sau đó thì nếu mà chúng ta khai thác kỹ thì cháu đã có những cái biểu hiện về thiếu canxi, thì đấy là những cái dấu hiệu. Tóm lại thì những dấu hiệu mà chúng ta nhận biết thiếu canxi thì đối với trẻ em, đặc biệt đó là những dấu hiệu của còi xương. Mà dấu hiệu của còi xương thì dấu hiệu sớm nhất đó là những biểu hiện của rối loạn thần kinh thực vật, tức là trẻ ngủ không ngon giấc, ra nhiều mồ hôi hay quấy khóc. Thế còn sau đó thì do canxi nó thiếu cho nên là nó huy động canxi trong xương ra, cho làm xương nó mềm, cho nên đứa trẻ có những cái biến dạng ở trên xương, ví dụ như là đầu bẹp này, trán rô này, lồng ngực rô này, hay là cháu lớn lên cháu biết đi nữa thì có thể chân vòng kiềng. Đấy, thế rồi do những cái điểm cốt hóa ở cái sụn, đáng nhẽ sụn nó phải biến thành xương nhưng mà nó không đủ canxi để nó biến thành xương thì nó lại phát xùy to các đầu sụn ra, cho nên thì có thể có xuất hiện những cái vòng cổ chân cổ tay đấy ở những cái đứa trẻ mà bị còi xương nữa. Thế còn đối với người lớn của chúng ta, nếu như mà dấu hiệu của thiếu canxi thì nhất là những khi bà mẹ mang thai là chúng ta có những dấu hiệu chuột rút, co cứng bắp cơ. Thế và đặc biệt đối người già thì chúng ta có biểu hiện của bệnh loãng xương. Thì đấy là những cái dấu hiệu mà chúng ta chứng tỏ là cơ thể của chúng ta đang thiếu canxi. Vâng, như vậy là không chỉ đơn giản là canxi là một trong những cái khoáng chất khiến cho bộ khung xương của chúng ta chắc khỏe, mà nó lại còn là bổ sung cho tất cả những bộ phận khác khi chúng ta thiếu hụt canxi, đúng không ạ? Vâng, và cái sự thiếu hụt canxi này nếu như kéo dài thì nó không chỉ khiến cho bộ xương của chúng ta biến dạng mà nó còn ảnh hưởng đến tất cả những cái hệ thần kinh khác trong cả một quá trình phát triển của một đứa trẻ. Đây cũng là một cái điều hết sức đáng quan ngại. Vậy thì chúng ta cần bổ sung canxi như thế nào, nhất là cho những đứa con thơ của mình? Nhiều ông bố bà mẹ sốt ruột quá, thấy thì con còi đi một tí là ra sức, nào là chúng ta hầm suốt ngày thì hầm xương này, rồi là bổ sung thêm những cái dạng canxi dạng thuốc vào cho đứa trẻ để làm sao để nó có đủ canxi, mà họ cứ nghĩ rằng là đấy là một trong những nguyên nhân khiến cho nó bị còi xương hoặc là khiến cho nó ăn uống kém. Vậy thưa bác sĩ Lê Thị Hải, chúng ta bổ sung canxi như thế nào để cho nó có hiệu quả? Và đặc biệt hơn nữa là cái việc bổ sung canxi này nó còn giúp cho trẻ phát triển khung xương để sau này cháu đạt được những cái chiều cao lý tưởng. Vâng, chúng ta đều biết là khi nói đến cái vấn đề bổ sung canxi để giúp cho trẻ phát triển chiều cao cũng như là phòng tránh bệnh còi xương ở trẻ em cũng như là cái loãng xương ở người trưởng thành, thì chúng ta nhiều khi thì chúng ta cứ nghĩ là cứ càng uống nhiều canxi vào thì càng tốt. Nhưng mà như tôi đã nói rồi, chỉ canxi khi muốn hấp thu vào trong cơ thể thì một mình canxi nó không thể tự vào trong cơ thể được. Cho nên đầu tiên, trước tiên canxi muốn hấp thu được thì cần phải nhờ có vitamin D.
Đấy, đầu tiên thì vai trò của vitamin D thì phải nhờ có vitamin D, vitamin D mới có thể đưa canxi hấp thu từ thức ăn qua ruột non rồi mới đưa vào máu. Thế nhưng mà sau đó canxi vào được máu thì lại muốn đến được nơi xương thì lại phải nhờ có một cái protein để vận chuyển canxi. Mà cái protein vận chuyển canxi này muốn từ dạng không hoạt động trở thành dạng hoạt động thì lại phải nhờ có một cái chất gọi là MK7 hay là vitamin K2. Thế và một cái quan trọng nữa đó là ngoài canxi ra thì chúng ta đều biết là còn rất nhiều các cái khoáng chất khác nữa, ví dụ như magie, ví dụ như là phốt pho, ví dụ như là silic, boron, thứ vân vân. Thế rồi là cái màng sụn mà nó muốn biến thành xương, nó dài làm cho xương của đứa trẻ dài ra thì nó còn nhờ có chất đậu chất trôi cho chondroitin. Chất chondroitin này nó làm cho cái phần tăng cường phát triển cái sụn tiết hợp, làm cho xương của đứa trẻ dài ra. Như vậy thì rõ ràng là chúng ta bổ sung một mình canxi thì không đủ, mà nhiều khi trường hợp mà cho uống quá nhiều canxi mà dẫn đến tình trạng thừa canxi thì chúng ta lại biết là sẽ dẫn đến những cái sự cốt hóa quá nhanh, và sốt hóa quá nhanh thì cái xương ấy, sự sụn nó đóng sớm hơn thì làm cho đứa trẻ lại không phát triển được chiều cao. Và ngược lại, thừa quá nhiều canxi thì còn có thể gây ứ đọng lại ở trong các cái bộ phận trong cơ thể, đặc biệt là hộ thận tiết niệu thì có thể gây nên cái tình trạng ví dụ nó có thể gây sỏi thận, sỏi tiết niệu thứ vân vân. Thế rồi nó ứ đọng ở các mô mềm có thể gây vôi hóa mô mềm, ứ đọng ở mạch máu có thể gây vôi hóa mạch máu. Như vậy thì rõ ràng cái vấn đề bổ sung canxi ở đây thiếu thì không được, nhưng mà chỉ cần đủ, và thừa thì cũng không được, và không phải chỉ bổ sung một mình canxi mà chúng ta cần phải bổ sung thêm các dưỡng chất khác nữa giúp cho có quá trình vận chuyển canxi cũng như là hấp thu canxi được vào nơi mà cơ thể của chúng ta cần. Vâng, rõ ràng là canxi không thể là một khoáng chất đứng độc lập được, mà chúng ta thấy rằng nếu như chúng ta bổ sung quá nhiều canxi thì nó không chỉ dẫn đến cái tình trạng như là sỏi thận chúng ta vừa đề cập đến, mà ngoài ra uống quá nhiều canxi nó cũng gây ra nóng nữa, đúng không ạ? Thậm chí là táo bón nữa, cho nên là nó rất là khó chịu cho một đứa trẻ nếu trong tình trạng bị thừa canxi. Nhưng thừa, lúc nào thừa và lúc nào thiếu thì nó lại là một cái chuyện hết sức cân nhắc. Nhưng một điều quan trọng rằng là canxi không thể đứng độc lập khi đưa vào cơ thể, và chúng ta cần phải có những cái khoáng chất và vi chất khác, ví dụ như là vitamin D mà chúng ta vừa đề cập đến, rồi là MK7. Chúng ta được coi như trong rất nhiều chương trình trước đây thì chúng ta đã đề cập MK7 như là một chiếc xe tải để vận chuyển canxi vào trong từ máu vào xương, để chúng ta coi như cất canxi vào trong cái kho đấy. Vậy thì với cái vai trò của MK7 và vitamin D như vậy thì cái khả năng hấp thu canxi này đạt đến đỉnh cao như thế nào ạ? Vâng, chúng ta đều biết là khi mà chúng ta bổ sung canxi ấy, thì chúng ta cần phải bổ sung đúng. Đấy, đúng và đủ thôi, chứ chúng ta cũng không nên bổ sung quá thừa. Thế nhưng mà bên cạnh cái việc mà bổ sung được canxi đúng và đủ thì cái việc lựa chọn canxi để bổ sung cũng rất là quan trọng. Chúng ta nên lựa chọn canxi ở dạng nano thì cái phân tử nó nhỏ cho nên là cái hấp thu dễ hơn, hay là canxi ở dạng muối vô hữu cơ thì sẽ hấp thu tốt hơn là canxi ở dạng muối vô cơ. Thế và thứ hai nữa là khi như tôi đã giải thích ở phần trên thì khi canxi muốn hấp thu được thì lại phải nhờ có vitamin D3. Đấy, thế cho nên là khi bổ sung cháu bị còi xương, bị thiếu canxi thì bà mẹ bổ sung vitamin D thì phải nhớ là bổ sung vitamin D3. Thế nhưng mà khi mà canxi được hấp thu vào trong máu rồi thì nó muốn đưa được đến cơ thể, nơi đến được cái hệ xương được cái thì lại phải nhờ có cái protein vận chuyển canxi. Mà bình thường thì cái protein vận chuyển canxi này nó ở thể không hoạt động, tên của nó là oscalcin. Nó ở thể không hoạt động nhưng nhờ có vitamin K2 thì nó mới chuyển cái oscalcin này từ thể không hoạt động trở thành thể hoạt động, và lúc giờ thì nó mới đưa cái phân tử canxi đến xương. Chúng ta có thể coi như là MK7 như là một cái chất dẫn đường đấy, dẫn đường để đưa canxi đến nơi cơ thể của chúng ta cần, đó là hệ xương, và đồng thời nó lại đưa canxi ra khỏi những nơi cơ thể không cần, ví dụ như là hệ tiết niệu hay là các cái mô mềm hay là vôi mạch máu, để tránh cái tình trạng vôi hóa mô mềm cũng như là vôi hóa mạch máu đấy. Cho nên phải nói là cái vai trò của vitamin K7 rất là quan trọng như vậy. Cho nên là khi mà các mẹ chúng ta bổ sung canxi cho bé thì chúng ta nhớ là không phải bổ sung một mình canxi, mà chúng ta phải nên bổ sung thêm cả vitamin D3, MK7, và bên cạnh đó cũng cần bổ sung thêm các cái dưỡng chất khác nữa. Đặc biệt đến cái lứa tuổi trẻ dậy thì là cái lứa tuổi mà cái lúc mà xương nó cốt hóa, nó phát triển nhanh nhất, cái xương sụn nó tiếp hợp nó dài ra nhanh nhất, thì chúng ta lại cần bổ thêm cho creatine nữa, làm một cái chất mà nó tăng phát triển các tế bào sụn để làm cho xương của em bé của chúng ta dài ra nhanh lên, để cháu đạt được cái chiều cao tối đa ở giai đoạn cuối cùng của cái vấn đề phát triển về tuổi xương. Đấy, chính vì vậy cho nên là tôi nghĩ là muốn làm sao mà cho nó bổ sung canxi có hiệu quả thì các bác mẹ của chúng ta nhất là chúng ta lựa chọn sản phẩm canxi, chúng ta bổ sung đúng lưu lượng và nhớ kèm theo bổ sung các cái dưỡng chất đi kèm, đó là vitamin D3, MK7 và chondroitin.
Vâng, và rõ ràng chúng ta thấy rằng là cái việc bổ sung như thế này thì cái việc chế độ dinh dưỡng cho các em bé thì được các ông bố bà mẹ hết sức quan tâm. Cái việc mà làm sao mà một cái bát cháo hoặc một bát bột của em bé là được làm sao có đầy đủ những cái vi chất, những cái khoáng chất như vậy cũng thật là khó. Bởi vì chúng ta cái việc nấu nướng thì thứ nhất nó phải có thời gian, cái thứ hai nữa là những cái sản phẩm thực phẩm làm sao để có đủ được những cái sản phẩm như thế. Đặc biệt là đối với những em bé trong một cái giai đoạn phát triển vàng mà chúng ta hay đề cập tới, đó là từ giai đoạn từ 6 tháng đến 9 tuổi. Vậy thưa bác sĩ Lê Thị Hải, là những cái khoáng chất và vi chất như là canxi nano này chúng ta vừa đề cập đến, vitamin D rồi MK7 rồi là kẽm rồi là magie vân vân và vân vân, có rất nhiều những cái khoáng chất và vi chất cần thiết cho sự phát triển chiều cao cũng như là sự chắc khỏe của khung xương của một đứa trẻ, rất cần thiết như vậy. Nhưng mà làm sao chúng ta có thể đưa hết nó vào một cái bát bột hay bát cháo được? Vậy ngoài chúng ta có thể tìm được những cái loại sản phẩm nào, hoặc là chúng ta có thể làm cách nào đấy để chúng ta bổ sung đủ cho được một đứa trẻ trong giai đoạn này ạ? À vâng, chúng ta đều biết là để bổ sung canxi cho đứa trẻ thì nó dễ dàng hơn, bởi vì chúng ta đều biết là canxi là một cái khoáng chất có rất nhiều trong thức ăn, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ là cái giai đoạn mà cháu còn ăn sữa là rất nhiều, thì sữa và các chế phẩm từ sữa như là phô mai, sữa chua thì là cái thành phần chính để cung cấp canxi cho trẻ. Thế nhưng mà cái vấn đề là phải bổ sung thêm các dưỡng chất khác như là vitamin D3 thì D3 thì lại không có trong thức ăn. Thế chính vì vậy cho nên là chúng ta cần phải cho trẻ tắm nắng, bởi vì là vitamin D3 thì cơ thể của chúng ta lại có thể tự tổng hợp được nhờ có ánh nắng mặt trời. Thế cho nên là những cái cháu nào mà kiêng khem ở trong nhà hay là đặc biệt sinh vào mùa đông thì cái nguy cơ thiếu vitamin B rất cao, và đây cũng là cái giai đoạn mà em bé của chúng ta dễ bị còi xương nhất. Thế nhưng mà còn một cái chất mà chúng ta nói đến hôm nay, đúng là chất MK7, thì nó cũng không phải dễ dàng tìm thấy trong thức ăn. Cũng có, nhưng mà cái thành phần nó có trong những cái thực phẩm mà em bé của chúng ta rất khó ăn. Ví dụ như chúng ta đều biết là vitamin K7 thì nó có nhiều nhất là trong cái thành phần đậu tương, nhưng mà phải là đậu tương lên men. Mà cái món ăn đấy thì ở nước ta thì chúng ta ăn đậu phụ thì nhiều thôi, nhưng mà cái món đậu tương lên men, ví dụ cái món ăn natto của Nhật Bản thì gần như là Việt Nam của chúng ta không có thói quen ăn cái món ăn đấy. Thế cho nên là cái việc mà bổ sung vitamin K7 qua đường ăn uống thì cực quả thật là vô cùng khó khăn. Thế nhưng mà cũng rất là may là hiện nay thì đã có những cái sản phẩm thành phần chức năng mà người ta đã có chứa đầy đủ các cái thành phần, đó là canxi nano, vitamin D3, MK7, kẽm magie thì có ở trong cái sản phẩm của công ty dược phẩm Vinh Gia, đó là sản phẩm Privitin 2, là các mẹ của chúng ta có thể bổ sung cho em bé từ 6 tháng cho đến 9 tuổi. Từ 6 tháng đến tuổi. Bởi vì là khi chúng ta cho bé ăn thì nhiều, ví dụ tôi nói sữa chẳng hạn, thì có những cháu mà nó lớn rồi là nó cũng không thích uống sữa nữa, hay là bản thân của những cháu nó còn bé nó cũng rất là lười ăn. Cho nên là cái việc mà chúng ta bổ sung qua ăn uống thì rất là quan trọng rồi. Thế nhưng mà nhiều khi cũng không đủ. Và như là tôi nói, như là ví dụ như là cái MK7 chẳng hạn hay là vitamin D3 chẳng hạn thì nó cũng không có trong thức ăn mấy. Thế cho nên chính vì vậy cho nên là chúng ta có thể chọn những cái sản phẩm thực phẩm bổ sung như là Privitin 2 bổ sung cho các cháu bé từ 6 tháng cho đến 9 tuổi, thì như vậy là có tác dụng cung cấp các cái vi chất dinh dưỡng này giúp cho em bé của chúng ta có thể phát triển chiều cao một cách tối đa. Vâng, cũng rất may mắn là chúng ta lại có những cái sản phẩm mà nó tổng hợp tất cả những cái khoáng chất và vi chất cần thiết cho sự phát triển khung xương cũng như là sự phát triển chiều cao về sau này của một đứa trẻ. Chính vì thế cũng làm cho các ông bố bà mẹ giảm đi cái bớt nỗi lo lắng, cái sự quan ngại trong việc làm sao để cung cấp đầy đủ những cái dưỡng chất cho con trong cái quá trình phát triển của mình. Chúng ta có thể cho các bé uống rất nhiều sữa, đúng không ạ? Hoặc là ăn phô mai cũng rất là nhiều, nhưng mà có những đứa trẻ thì nhìn thấy sữa nó đã khóc thét lên rồi. Có những đứa trẻ thì không thể ăn được phô mai, thì vậy cái vấn đề xuất hiện Privitin 2 như thế này với đầy đủ tất cả những khoáng chất và vi chất này là một cái giải pháp hết sức an toàn và rất là thuận lợi. Tuy nhiên có nhiều ông bố bà mẹ thì cho rằng là có cái sản phẩm này rồi thì chúng ta cứ cho uống thật lực, ăn thật lực thì là nó giúp cho càng ăn nhiều thì càng tốt. Vậy cái quan niệm như thế nó có chính xác hay không ạ? Thực ra thì khi bổ sung, kể cả bổ sung các cái vi chất dinh dưỡng bổ sung bằng qua thực phẩm chức năng, thì chúng ta cũng không phải là cứ càng nhiều càng tốt, mà chúng ta nên bổ sung nó có một cái liều lượng nhất định thôi. Ví dụ như là em bé của chúng ta bắt đầu 6 tháng thì các bà mẹ ngoài cái chế độ ăn dặm, ăn bổ sung ra, thì chúng ta có thể bổ sung thì liều lượng thì chúng ta chỉ cần một gói một ngày thôi. Bắt đầu em bé khoảng từ 4-5 tuổi trở lên thì chúng ta mới dùng đến 2 gói một ngày thôi, chứ cũng không phải là chúng ta dùng quá nhiều, bởi vì cái gì cũng thế, nó cũng có đủ liều lượng thì mà mang lại bao giờ cũng hiệu quả tốt hơn, thiếu thì cũng không được, mà thừa thì nhiều khi cũng không mang lại kết quả, cũng không tốt. Cho nên tôi nghĩ là bên cạnh một cái chế độ ăn uống cân đối đầy đủ các chất dinh dưỡng, chúng ta bổ sung thêm những cái sản phẩm này ở cái mức liều vừa phải thì sẽ giúp cho em bé của chúng ta có thể hấp thu các cái chất dinh dưỡng một cách tốt nhất và giúp cho em bé của chúng ta có thể phát triển chiều cao một cách tối đa.
Vâng, những cái bữa cơm rất là ngon lành, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, rồi là khá đủ dưỡng chất, rồi là chúng ta có những cái sản phẩm với đầy đủ tổng hợp những cái khoáng chất và vi chất để chúng ta bổ sung thêm cho một đứa trẻ để phát triển, vì tương lai con em chúng ta, ông bố bà mẹ nào cũng nghĩ là như vậy. Song có một thực tế, cũng có thể là một thực tế nó không được vui lắm, thưa bác sĩ Lê Thị Hải, là trẻ em bây giờ của chúng ta, cái khả năng vận động của nó rất là kém. Bởi vì sao? Bởi vì những cái game, rồi là những cái sự thú vị Facebook ở trên iPhone, iPad rất là nhiều. Mở mắt dậy là vớ ngay vào cái iPad để mà xem Facebook nó có những cái gì hay không. Rồi chính vì thế cho nên là cái việc vận động của một đứa trẻ dường như nó đã bị hạn chế bởi những cái trò chơi rất là, có thể nói là không được bổ ích cho lắm. Vậy thì cái giá trị của sự vận động trong việc phát triển chiều cao của một đứa trẻ nó chiếm một vai trò như thế nào? Về cái sự phát triển này ạ. Chúng ta đều biết thì để phát triển chiều cao thì chiều cao nó phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố. Ngay cái việc chúng ta bổ sung các cái vi chất dinh dưỡng này thì nó cũng chỉ là một trong những cái yếu tố để giúp cho trẻ phát triển chiều cao thôi. Thế chứ không phải là chúng ta, nếu như chúng ta lại không vận động, đấy, chúng ta lại không vận động, rồi là cái vấn đề giấc ngủ nữa, sinh hoạt không điều độ, đi ngủ khuya quá, rồi lại dậy muộn quá, không vận động, không tập thể dục thể thao, thì dù chúng ta có bổ sung thì cái hiệu quả nó cũng không được cao. Bởi vì các vị phụ huynh của chúng ta đều biết là cái chiều cao của một đứa trẻ thì nó phụ thuộc vào 4 yếu tố. Yếu tố thứ nhất là yếu tố di truyền, thì hầu hết chúng ta đều có quan niệm là bố mẹ thấp còi thì con cũng thấp còi. Thế thì cái quan niệm từ ngày xa xưa đến giờ nó đã in sâu đậm vào trong tất cả mọi người rồi. Cho nên nhiều người khi mà bố mẹ thấp còi đẻ con thấp còi thì cứ nghĩ là thôi mình như thế thì con mình chỉ như thế, mình lại không chú ý chăm sóc đến. Thế nhưng mà cái yếu tố di truyền nó cũng quan trọng, nhưng mà nó chỉ đóng góp có hơn 20% thôi. Thế còn thì cái yếu tố quan trọng nhất đó chính là chế độ dinh dưỡng. Chế độ dinh dưỡng đóng góp tới hơn 30%. Và cái việc chế độ dinh dưỡng ở đây thì bao gồm bổ sung cả các cái vi chất dinh dưỡng này, cũng chỉ nằm trong cái vấn đề yếu tố dinh dưỡng. Như vậy nó cũng chỉ đóng góp được hơn 30%. Thế với còn hai cái yếu tố vô cùng quan trọng đó chính là vận động và giấc ngủ. Thế thì cái vận động và giấc ngủ là mỗi thứ đóng góp hơn 20% nữa. Cho nên là một đứa trẻ muốn cao lớn, muốn khỏe mạnh thì bên cạnh chế độ dinh dưỡng, bổ sung các vi chất dinh dưỡng ra, chúng ta cần phải cho trẻ một cái chế độ sinh hoạt nghỉ ngơi một cách hết sức là hợp lý. Ví dụ như trẻ còn nhỏ mà chưa đi học thì phải đi ngủ trước 9 giờ. Thế trẻ mà dù đã đi học rồi thì chúng ta cũng phải muộn nhất là 10 giờ phải đi ngủ. Bởi vì làm sao? Bởi vì cái tầm khoảng từ 10 giờ đến 12 giờ đêm là cái lúc mà cái hormone của thủy sau tuyến yên, là cái GH của thủy sau tuyến yên nó tiết ra nhiều nhất. Lúc đấy thì nó sẽ làm cho đứa trẻ phát triển chiều cao tốt nhất. Thế nhưng mà nếu như ở những gia đình mà chúng ta lại cho trẻ thức rất là khuya, 11, 12 giờ đêm chưa đi ngủ, thì chắc chắn là sẽ hạn chế cái tiết cái hormone tăng trưởng. Đấy là một cái yếu tố mà hạn chế sự phát triển chiều cao. Thế còn vận động thì sao ạ? Vận động thì rất là quan trọng, bởi vì vận động nó làm tăng cường cái quá trình trao đổi chất, làm cho cái vấn đề phát triển về cái thể chất của trẻ cũng tốt hơn. Và vận động nhiều với ban ngày thì ban đêm cháu ngủ ngon hơn và hormone tăng trưởng cũng tiết ra nhiều hơn. Thế chính vì vậy cho nên là tôi nghĩ bên cạnh một cái chế độ dinh dưỡng hợp lý, bổ sung các cái vi chất dinh dưỡng, thì các bậc phụ huynh chúng ta muốn trẻ cao lớn khỏe mạnh thì cái yếu tố về sinh hoạt, tức là nghỉ ngơi cũng như là vận động thể dục thể thao đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Chúng ta phải tạo cho bé một cái thói quen sinh hoạt rất là khoa học từ lúc nhỏ, đi ngủ sớm đúng giờ, dậy nhất là ban đêm được ngủ nhiều hơn, rồi là dậy sớm tập thể dục thể thao ngay từ nhỏ. Như vậy thì chắc chắn là cháu lớn lên cháu sẽ có một cái thể chất tốt và nó sẽ tạo được cái thói quen rất tốt trong sinh hoạt hàng ngày. Bởi vì chúng ta đều biết là bây giờ cái thể dục thể thao cũng như là cái giờ giấc giấc ngủ thì nó cũng không những ảnh hưởng đến trẻ em đâu, mà ngay cả người lớn của chúng ta cũng rất cần cái điều đó. Cho nên nếu như một đứa trẻ từ nhỏ mà đã được rèn luyện, đã được lập luyện, đã được tạo thành cái thói quen tốt như vậy thì chắc chắn sẽ tốt không những cho cháu đến tuổi trưởng thành mà còn mãi mãi sau này trong suốt cả cái cuộc đời của cháu nữa. Thế cho nên tôi nghĩ là chúng ta các bậc phụ huynh của chúng ta bên cạnh chúng ta chú ý cho con ăn uống đầy đủ, bổ sung các chất dinh dưỡng, thì chúng ta phải luôn cũng phải quan tâm đến cái chế độ ăn, nghỉ ngơi, học hành cũng như là vận động thể dục thể thao cho các cháu. Vâng, và điều đấy cũng có nghĩa là nếu như một ai đó trong các bậc phụ huynh của chúng ta nghĩ rằng là bố mẹ thấp còi thì con cái thấp còi là chuyện đương nhiên, thì chúng ta cần phải thay đổi cái quan niệm này. Bởi vì có thể là bố mẹ thấp còi, nhưng với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện nay, với những gì mà chúng ta dành cho con cái chúng ta hiện nay, thì rõ ràng là quan niệm này đã trở nên lạc hậu và các cháu hoàn toàn có thể phát triển, thậm chí có một cái chiều cao rất là tuyệt vời. Con trai 1m72 đến 1m75, con gái có thể từ 1m67 trở lên, đúng không ạ? Rất là đẹp. Đó là cái chuyện hoàn toàn có thể xảy ra nếu như chúng ta ngay từ khi còn bé chúng ta có thể đem đến cho các con mình những bữa ăn thật tuyệt vời, kèm theo những cái sản phẩm có thêm những cái vi chất và khoáng chất đầy đủ, gồm có canxi nano, vitamin D3, MK7, kẽm và magie, như là sản phẩm Viptin hay Previptin 3 mà chúng tôi vừa đề cập đến. Ngoài ra, cái việc vận động và nghỉ ngơi của các cháu cũng hết sức quan trọng. Chúng ta
tránh để cho trẻ nhỏ mà trở nên lười biếng trong vận động hoặc là ngủ li bì hay còn gọi là ngủ nướng mà các con hiện giờ đang sử dụng những cái ngôn từ như thế này. Đây là một điều rất ảnh hưởng đến cái sự phát triển chung về sức khỏe cũng như về dáng vóc của các con về sau này. Mong rằng là qua cuộc trò chuyện với bác sĩ Lê Thị Hải đến từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia đã đem đến cho quý vị thính giả một lần nữa những thông tin hết sức bổ ích trong việc làm sao giúp con mình tăng chiều cao một cách lý tưởng và hạn chế tối đa những cái sai lầm khi bổ sung canxi cho con cái mình để đạt được một chiều cao lý tưởng. Thưa quý thính giả, chương trình Gặp Thầy Thuốc nổi tiếng ngày hôm nay với chủ đề những sai lầm khi bổ sung canxi tăng chiều cao cho trẻ. Chúng tôi có mời đến phòng thu chuyên gia của chương trình là bác sĩ Lê Thị Hải đến từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia và đường dây nóng quen thuộc 1900 6255 luôn sẵn sàng chờ đợi những cuộc kết nối của các quý thính giả. Bây giờ chúng tôi xin phép được trò chuyện với thính giả đầu tiên. Alo ạ. Alo ạ. Dạ vâng ạ, xin chào thính giả. Dạ vâng ạ, mời thính giả. Hôm nay nó được 2 tuổi rồi mà sao nó ăn nó ít mà nó cứ còi còi ấy mà. Dạ vâng ạ, cháu nhà mình được 2 tuổi rồi nhưng mà ăn ít mà lại có vẻ còi xương đúng không ạ? Vâng, có thể còi xương ạ. Dạ vâng, thính giả có thể cho biết là thính giả gọi điện từ đâu đến không ạ? Em ở Hưng Yên ạ. Dạ vâng, thính giả ở Hưng Yên và có câu hỏi như vậy, mời bác sĩ hỏi cho thằng cậu nhà em, thằng em vợ mà. Dạ vâng ạ, vâng, mời thính giả hãy lắng nghe lời chia sẻ của bác sĩ Lê Thị Hải ạ. Có nghĩa là đây không phải là con anh đúng không? Con thằng cậu ạ. Con thằng cậu, thế bây giờ có biết là cháu cân nặng chiều cao được bao nhiêu không? Chiều cao của cháu chắc nó chỉ rơi vào tầm khoảng chắc cháu nó chỉ rơi được khoảng 7-8 cân được cùng rồi. À 10 chắc nó chỉ tầm 9-12 cân thôi bác ạ. Cân nặng là 12 cân á? Cân nặng 12 cân. Thế còn cao bao nhiêu có biết không? Cao thì chắc nó chỉ chia được khoảng 90 được cùng. Thế thì thôi, có tóm lại là anh không nhớ chắc thôi nhá. Chứ đâu 2 tuổi mà cao 90 thì cao quá, thì còn đâu mà có lùn có còi đâu. Nhá. Thấy đi, người cứ nhằng lắm đi cậu ạ. Có cái cứ nhằng lên vào. Vâng, thế cháu có lười ăn không? Cháu nó cũng ăn kém ít. Vâng, thế nhưng mà chắc là anh nhớ cân nặng chiều cao nhầm, chứ còn nếu mà 2 tuổi mà 12 cân những 90 phân thì lớn quá thì đâu có còi đâu nhá. Thế thì bây giờ như cậu thế cái thì đoán ốm liên tục đi vào. À vâng, vâng, ốm liên tục. Thế thì bây giờ như thế này, ốm liên tục thì bây giờ rất là may là bây giờ là anh nói với bố mẹ cháu là có thể mua bổ sung cái sản phẩm Previtin 2 ấy, thì nó cũng có tác dụng cho cháu tăng cường chiều cao, và thứ hai là trong cái sản phẩm này nó còn chứa một cái nhóm chất thứ hai là tăng cường miễn dịch cho cháu là cái Imulan và Codestrum ấy, cái là thành phần sữa non ấy, giúp tăng sức đề kháng cho cháu và nó sẽ giúp cho cháu ăn cũng ăn ngon miệng hơn. Thế còn đối với cháu ở lứa tuổi này 2 tuổi thì vẫn phải cho cháu uống sữa nhá, mỗi ngày là uống khoảng độ 500ml sữa. Thế còn ăn cả cơm cả cháo thì mỗi ngày cháu ăn độ khoảng 3 đến 4 bữa, mỗi bữa lấy một bát. Ông bà nhà chắc vâng. Không phải là cho ăn sữa chỉ ăn vâng. Cơm với cháo chứ. Thế thì bây giờ nó muốn cao chiều cao, nó muốn phát triển tốt thì nó phải uống sữa thì mới có canxi chứ không thì làm sao mà lớn được. Nhớ. Bác sĩ cho em hỏi xem cháu này đứa con gái này thì nó năm nay nó mới học, bắt đầu nó học lớp 4, bây giờ 34 cân rồi, thì bây giờ làm thế nào cho nó giảm bớt béo đi? Giảm bớt béo đi rồi cho nó ăn ít đi làm sao? Ăn ít cơm thôi. Ăn nhiều mà. Thế thì làm sao mà giảm được? Có con gái mà. Vâng, con gái bây giờ thì 34 cân mà 10 tuổi thì bây giờ chỉ 30 cân thôi, thừa 4 cân. Vâng. Nhưng mà chắc là cũng lùn cho nên nó béo, chứ còn nếu không thì 34 cân cũng chẳng béo lắm. Cháu nó thì nó béo nhưng bây giờ không biết làm cách cho nó giảm mỡ đi, chỉ khói thể dục mà nó không dùng dục. Vâng, thế bây giờ anh phải cho cháu đi tập. Ba mấy cân rồi à? Vâng, thừa 4 cân. Nhưng mà chắc là nó thấp thì nó mới béo, chứ còn thừa 4 cân thì cũng không béo lắm đâu anh. Nó thấp có chiều cao thì nó được khoảng tầm 1m2 gì đấy nhỉ? 1m2 thì lùn quá, bây giờ nó phải 1m4. Vâng, mắt 25 thế mà 34 cân thì béo là đúng rồi. Thế cháu là bị thấp chiều cao cho nó bị béo nhá. Thấp chiều cao, vâng, rất thấp chiều cao. Đấy, bây giờ thấp chiều cao thì cháu bây giờ 10 tuổi rồi thì anh có thể mua cho cháu cái sản phẩm Viptin. Vâng, ngày 4 viên cho cháu uống liền trong 3 tháng nhá. Vâng, đấy, cái này nó tăng chiều cao, với thứ hai nó phải cháu phải vận động với cả thứ ăn cơm ăn ít thôi, mỗi bữa chỉ ăn một bát cơm thì ăn nhiều rau quả vào. Cháu ăn nhiều lắm, khi có cơm uống nó làm một bao tô. Thế thì làm sao mà giảm béo được, bây giờ phải ăn ít thì ăn nhiều cơm quá lại không uống sữa lại không ăn hoa quả thì làm sao mà cao được. Thế lùn thì nó mới béo chứ. Thế sợ nên nó lùn, nhưng mẹ nó thì cao lắm, nhưng mà có cái bố cũng cao, nhưng mà bố thì lùn, nhưng mà mẹ thì cao. Vâng, nhưng mà nếu mà anh đã nghe chương trình rồi thì tôi đã giải thích rồi, yếu tố di truyền chỉ đóng góp một phần thôi. Cho nên quan trọng là bây giờ là cháu phải chế độ ăn uống, và thứ hai là phải luyện tập thể dục thể thao, đi ngủ sớm. Nếu mà anh nghe từ đầu chương trình đến giờ thì phải có những yếu tố đấy.
Vâng, thế ngoài chế độ ăn thì anh mua cái sản phẩm Viptin bổ sung thêm cho cháu ở cái lứa tuổi này để cho nó tăng chiều cao nhá. Nó cao lên, bây giờ nó cao lên 1m4, 1m5 thì nó 3-4 cân là nó hết béo mà nhá. Vâng, xin hỏi thính giả có hay chơi thể thao không ạ? Cháu nó không ạ. Vâng, không, bản thân thính giả. Vâng, bản thân thính giả có chơi thể thao không ạ? Không ạ. Vâng. Dạ vâng, thế thì tốt nhất. Vâng, tốt nhất hai bố con là sắm ngay cái bộ vợt cầu lông. Để hàng chiều hai bố con cùng đánh, cộng với cả sử dụng sản phẩm Viptin để giúp cho trẻ tăng chiều cao và hạn chế cái việc ăn uống của cháu có sự kiểm soát, thì đảm bảo trong vòng 1 năm thì cháu sẽ cải thiện hoàn toàn tình hình hiện nay mà chúng ta đang gặp phải. Vâng, xin cảm ơn thính giả Hưng Yên đã kết nối với chương trình và mong rằng là những cái lời khuyên cũng như là các thính của chuyên gia chương trình sẽ giúp cho thính giả là điều chỉnh lại chế độ ăn uống của con em mình, cũng như là chúng ta cần phải lập ra một cái thời gian biểu để giúp cho con em có thể tăng cường cái vận động, nhất là trong những cái ngày hè này. Còn bây giờ thì đường dây nóng 1900 6255 xin phép được trò chuyện với thính giả tiếp theo. Alo ạ. Dạ alo ạ. Dạ vâng ạ, xin chào thính giả. Thính giả có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ? Em chào chương trình ạ. Em tên là Thanh, em 59 tuổi, em ở Mê Linh ạ. Dạ vâng, chị Thanh 59 tuổi ở Mê Linh. Em báo cáo, vâng, em thưa bác sĩ là em bị hội chứng ruột kích thích, em năm nay 59 tuổi ạ. Em đi nội soi bạch mai 3-4 lần rồi, bác sĩ đều kết luận em là hội chứng ruột kích thích, mà em khổ lắm. 2 năm nay em toàn ăn tí rau, mì tí thịt thôi, mà em đau âm ỉ suốt ngày, em đi ngoài em khổ lắm. Hôm nào bác sĩ làm vào ngày nào ấy, em ra em khám ạ. Chị ơi, chị thứ nhất là cái chương trình ngày hôm nay là nói về cái sản phẩm bổ sung phát triển chiều cao của cháu. Cảm ơn bác ạ. Vâng, bác nào ngày nào hôm sau nào hôm sau em khám ạ. Chị ơi, chị là khám bên người lớn thì ở đây là tôi, chị có thể đến viện dinh dưỡng khám vào tất cả các ngày trong tuần chị ạ. Vâng, em khám chị ạ. Chị hôm nào chị làm ạ? Dạ vâng, thính giả thân mến, là thứ nhất là bác sĩ Lê Thị Hải là từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia, và cái chủ đề ngày hôm nay là chủ yếu là dành cho các trẻ em của mình. Vâng, em ra rồi nhưng mà không gặp được chị ạ. Chị cứ ra, bây giờ căn bản là tôi thì lại làm bên khám trẻ em chị ơi. Vâng, thế cho nên của chị thì lại phải khám với khám người lớn cơ, thì lại phải lên trên tầng 2 chứ không ấy. Thực rồi, nếu mà chị vẫn muốn tôi khám thì hôm nào chị cứ ra rồi chị gọi điện thoại ấy, cái thứ thì ra thì tôi có ở đấy thì tôi sẽ khám cho chị cũng được. Vâng, thứ mấy ạ? Thứ nào cũng được, từ bây giờ đến cuối tuần là tôi đều có làm việc ở đấy ạ. Vâng, thế phòng mấy ạ? Tôi ở phòng số 5 nhá. Vâng ạ, vâng chị, em cảm ơn chị ạ. Vâng. Dạ vâng ạ, cảm ơn thính giả Thanh. Và chúng tôi xin nhắc lại rằng chủ đề của ngày hôm nay là cách bổ sung canxi tốt nhất cho việc tăng chiều cao của trẻ em. Mong rằng quý thính giả nắm rõ chủ đề để chúng ta hỏi về đúng chủ đề, hoặc là những cái vấn đề dinh dưỡng của trẻ nhỏ. Tất cả những cái bệnh lý khác liên quan đến người lớn thì quý thính giả cũng có thể gọi về đường dây nóng 1900 6255 để chúng ta kiểm tra xem sắp tới đây thì chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng sẽ đề cập đến những bệnh lý gì, để chúng ta có được một cái lịch trình và cụ thể hơn, để lại số điện thoại để ban biên tập chương trình sẽ gọi trực tiếp cho các quý thính giả để chúng ta gặp gỡ các chuyên gia của đúng lĩnh vực đó. Còn bây giờ thì chúng tôi xin phép được trò chuyện với thính giả tiếp theo. Alo ạ. Alo ạ. Dạ vâng ạ, chào thính giả. Vâng, thính giả có thể giới thiệu đôi nét về mình ạ. Dạ, em chào chương trình, chào bác sĩ ạ. Em là Hoa, em ở Hưng Yên ạ. Dạ vâng, chào chị Hoa ở Hưng Yên, và mời chị hãy chia sẻ những vấn đề chị quan tâm ạ. Em muốn hỏi bác sĩ cho cháu ngoại của em ạ. Vâng, mời chị. Vâng. Em chào bác sĩ, em muốn hỏi bác là cháu ngoại em, cháu nó được gần 2 tuổi, mà độ hơn chục ngày hôm nay cái chân cháu nó đi, cái chân phải mà, nó đi làm sao nó cứ bay bay, cái chân nó tập tễnh ạ. Vâng. Nó có kêu đau chân không chị? Cháu nó không kêu đau, mà cháu thì cháu nó chưa nói được. Chưa nói được. Vâng. Biết đi lâu chưa, cháu biết đi lâu chưa? Cháu thì biết đi lâu rồi ạ. Biết đi lâu rồi. Vâng. Cháu thì vẫn đi lại bình thường, mà cháu trèo lên giường, trèo lên trèo xuống vẫn đi được, cháu không kêu đau. Cân nặng chiều cao của cháu bây giờ bao nhiêu chị? Cháu chiều cao tới tầm độ 80 phân, mà cân nặng của cháu, cái lớp mà cháu nó ăn được cái là cháu 13 cân. Thì lớp này chắc là không được. Cháu là cháu trai hay cháu gái? Cháu trai ạ. Cháu trai. Nói chung ấy thì 2 tuổi thì cháu chỉ cần 12 cân là được rồi chị ạ. 13 cân là quá được ấy, nhá. Nhưng mà chiều cao mà 80 thì lại hơi bị thấp đấy. Cháu bây giờ nếu mà con trai là bây giờ phải 87 phân cơ. Đấy. Em đoán tầm ý thì chưa chắc là cháu chưa chắc. Vâng, thế này nhá, trường hợp của cháu thì tốt nhất là chị hỏi như vậy thì phải cho cháu ra khám trực tiếp chị nhá.
Chị ra cần cần thiết thì vâng phải xét nghiệm xem là cháu có bị thiếu canxi, thiếu vitamin D các thứ không thì phải cháu cho cháu ra khám xét nghiệm. Chứ còn bây giờ chị chỉ hỏi mỗi cái câu chân cháu bay ba như thế rồi cũng không được khám trực tiếp thì tôi cũng không thể trả lời cháu được. Em xin nhắc lời bác, cháu hôm nọ là mẹ cháu cũng cho ra viện nhi này, viện Saint Paul, hai viện. Thì xét nghiệm rồi chụp chiếu các kiểu rồi làm hết cho cháu rồi thì bác sĩ toàn bảo cháu không làm sao, nhưng mà về cái chân cháu đi nó cứ như thế ạ. Nó mới đi bị như thế lần đây hay bị từ lâu rồi? Cháu bị phải hơn chục ngày hôm nay rồi bà lộ. Mới có hơn chục ngày nay thôi á. Thế còn trước đây là hoàn toàn bình thường à? Cháu không ạ. Trước đây là cháu không làm sao. Thế thì bây giờ bà lộ cháu bảo là cháu bị sốt xong mấy hôm là cháu bị. Sốt xong mấy hôm là bị. Thế thì cái vấn đề đấy thì chị đấy đúng là chị đã cho đi khám cả bệnh viện nhi, bệnh viện Saint Paul rồi, bác sĩ khám chụp chiếu còn không chuẩn đoán được ra cái gì, chị hỏi qua radio, chị hỏi tôi thì làm sao mà tôi có thể trả lời được nhá. Bác sĩ xem nào có cách nào bác tư vấn. Tại vì bây giờ đây cái nguyên nhân cho ba như thế, nếu mà lại có liên quan đến cái sốt thì nó lại liên quan đến rất là nhiều vấn đề về bệnh lý cơ chị ạ. Đấy tại vì là nếu mà nó bay hoặc là ví dụ sốt xong mà nó lại bị liệt nhẹ gì đấy thì nó lại do là cái tổn thương não tạm thời nó gây nên cái tổn thương về thần kinh. Thì cái đấy lại phải khám chuyên khoa sâu hơn, ví dụ như chị phải khám về viện nhi, chị phải khám chuyên khoa thần kinh. Đấy thì bác sĩ người ta mới có thể chẩn đoán được, chứ còn bây giờ xét nghiệm chứ các thứ chụp chiếu không thấy gì đâu. Đấy cái đấy thì phải thêm thêm cái thứ hai nữa là bây giờ nếu thế phải cho cháu khám chuyên khoa thần kinh thì bắt đầu có thể là sau một cái sốt mà cháu nó bị bay bẹ chân như thế thì có thể là nó tổn thương cái đấy. Thế thì cái đấy là cái chuyên khoa khám đúng của cháu là chị phải cho cháu khám viện nhi và khoa thần kinh nhá. Thì mới phát hiện ra, chứ còn thì thực ra thì nếu mà cháu phát triển với cân nặng chiều cao bình thường rồi đi chụp chiếu các thứ bình thường như thế thì cũng không thuộc về lĩnh vực dinh dưỡng đâu nhá. Vâng. Mong rằng bác Hoa ở Hưng Yên là cũng hiểu rõ được vấn đề. Cái vấn đề này của cháu ngoại bác thì nếu mà chúng ta cẩn thận hơn nữa thì mà bác cùng với cả con cháu là đưa cháu bé lên bệnh viện Nhi Trung ương để chúng ta kiểm tra lại một lần nữa. Và đặc biệt ngoài cái việc chụp chiếu ra thì chúng ta cần phải nói rõ, mô tả rõ cháu bị cái vấn đề chân như thế sau khi mắc phải một cơn sốt như thế nào, để thậm chí là chúng ta cần phải xét nghiệm xem những cái loại virus ký sinh trùng như thế nào nó có thể gây ra những cái hiện tượng ảnh hưởng đến não cũng như là hệ thống thần kinh. Đôi khi chúng ta đừng nên chủ quan quá mà có thể là về sau này sẽ để lại những cái vấn đề mà khiến cho đứa trẻ sẽ hơi khó khăn, cho nên chúng ta cũng nên dành thời gian để kiểm tra lại một lần nữa. Xin cảm ơn bác Hoa ở Hưng Yên đã kết nối với chương trình, và bây giờ thì đường dây nóng 1900 6255 xin phép được trò chuyện với thính giả tiếp theo. Alo ạ. Alo, chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng xin nghe ạ. Alo, em nghe ạ. Dạ vâng ạ, thính giả có nghe rõ chương trình không ạ? Nghe rõ ạ. Dạ vâng, mời thính giả giới thiệu đôi nét về mình ạ. Dạ, em tên Tuyền, em ở Bình Dương ạ. Dạ vâng, chị Tuyền ở Bình Dương. Dạ. Vâng, ở trong đấy thì sóng của chương trình các chị có nghe rõ không ạ? Nghe rõ ạ. Dạ vâng, mời chị hãy chia sẻ những vấn đề chị quan tâm ạ. Dạ, em có cháu. Bé gái 3 tuổi mà bé cân nặng 16,5 kg mà nó cao được cái 90. Em có hỏi nó bị có thấp hay là nó chiều cao nó vậy là trung bình ạ. Thứ nhất thì là con em thì là chiều cao thì lại thấp quá. Bây giờ cháu gái 3 tuổi bây giờ là cháu phải 95 cm em. Dạ. Mà nhưng mà cân nặng của cháu thì lại thừa nhá. 3 tuổi thừa thì chỉ cần có 14 kg thôi. Bây giờ con đang tận như 16,5 kg mà lại cao lại chỉ có 90, cho nên là con em giờ đang trong cái tình trạng thừa cân béo phì do thấp chiều cao em ạ. Vâng. Yeah. Thế cho nên là bây giờ là cái nhất là em phải làm sao mà cho cháu tăng được cái chiều cao lên, bởi bây giờ cháu 16,5 kg là cháu phải cao, cháu bằng cân nặng của bé 4 tuổi. Mà 4 tuổi thì bây giờ lại phải cao những 1m03 cơ. Đấy cho nên là con em giờ có 90 cm mà so với chiều cao, so với cân nặng thì giờ cháu đang thiếu đến tận những 13 cm. Còn so với tuổi thì cháu chỉ thiếu 5 cm thôi. Đấy, thế cho nên con em rồi lại hai cái nó rất là trái ngược nhau, là cân nặng thì thừa nhưng chiều cao thì lại thiếu. Thế chính vì vậy cho nên là cháu bây giờ là bị thừa cân béo phì rồi đấy em ạ. Dạ. Bác ơi, có thể cho bé uống Previtin 2 rồi. Uống cái gì bác? Thứ nhất ý, bây giờ đầu tiên ý, thì đối với cháu bây giờ là vì cân nặng của cháu thừa như này cho nên là cái chế độ ăn đầu tiên thì em cho cháu ăn giảm chất ngọt, chất béo. Đặc biệt là cơm, mì, bún, phở, những cái thức ăn có nguồn gốc từ tinh bột là em cho cháu ăn ít thôi. Tuyệt đối không bim bim, bánh kẹo, nước ngọt và ăn những cái đồ thức ăn xào rán hoặc những thức ăn chiên rán. Ví dụ như gà KFC hoặc là khoai tây chiên, tức những cái món xào rán là em phải hạn chế bớt đi để cho cháu không bị tăng cân thêm nữa. Thế và để cho phát triển chiều cao thì em phải tăng cường cho cháu ăn các sản phẩm giàu canxi, ví dụ như sữa, các chế phẩm từ sữa, tôm, cua, cá nhỏ, ăn cả xương, ăn cả ăn được cả vỏ đấy, những cái loại nhỏ đấy. Và tốt nhất thì cháu thừa cân thì em lại chọn sữa không có đường.
ít béo cho cháu bé, vẫn phải cho con uống sữa thì nó mới phát triển chiều cao được. Đấy, cái thứ hai nữa là bên cạnh đó thì em có thể bổ sung thêm sản phẩm Previtin 2. Đấy, thì cái sản phẩm này nó có giúp cho bé của em là có thể nó tăng cường được cái chiều cao lên, bởi con em giờ thì cứ cao lên thôi, cân nặng có thể giảm được đi thì tốt, mà không giảm thì cứ giữ nguyên, nhưng mà cháu cao lên được thì cháu sẽ bớt béo đi. Thì em có thể dùng cái sản phẩm Protein 2, và cháu đã 3 tuổi rồi cho nên là mỗi ngày em có thể dùng cho cháu 2 gói một ngày, dùng thời gian kéo dài từ 3 đến 6 tháng. Mà bác ơi cho con hỏi là bé thường hay bị viêm họng và sốt rồi bác. Hay bị viêm họng với sốt thì thực ra là bởi vì là con em có thể là cháu là cái cơ địa dị ứng, thế cho nên là cứ thay đổi thời tiết cái thứ là nó lại bị, đúng không? Thế cái đấy thì thứ nhất là em phải hạn chế cho cháu, ví dụ như là về mùa nóng lạnh, nóng này là hạn chế dùng nước đá này, hạn chế uống nước lạnh này, ăn kem này, đấy những cái đồ lạnh ấy là em phải hạn chế cho cháu nhá. Và mặc quần áo thoáng mát thôi, mồ hôi ra cái là phải lau khô ngay, chứ nhiều khi là nó mướt ra mồ hôi nhiều nó ngấm lại thì cháu lại rất hay bị viêm họng. Đấy, thế rồi là cái thứ ba nữa là tuy cháu béo như thế này nhưng mà cái cân nặng, cái chiều cao của cháu thấp như này là cháu vẫn tuy là béo nhưng mà lại vẫn bị thấp còi, cho nên là cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cháu cũng rất là kém. Thế chính vì vậy cho nên là cái sản phẩm Previtin 2 em bổ sung cho cháu thì vừa có hai tác dụng. Thứ nhất là vừa có thể giúp cho cháu tăng chiều cao. Thứ hai là trong cái sản phẩm Previtin 2 nó còn có thêm một cái nhóm sản phẩm nữa là tăng cường miễn dịch, đó là cung cấp cái colostrum sữa non và cái immun alpha là cái chất mà tăng cường hệ miễn dịch nữa, thì làm cho cái tình trạng ốm đau của cháu hay ốm của cháu hay viêm họng của cháu nó cũng sẽ bớt đi rất là nhiều. Thế cho nên là theo chị thì em nên là có thể ngoài chế độ ăn uống cho cháu vận động thể dục thể thao ra thì em có thể bổ sung thêm cái sản phẩm này nữa, thì cũng sẽ giúp cho cháu vừa tăng chiều cao và thứ hai là tăng cường cái sức đề kháng cho cháu nên cháu sẽ ít ốm hơn. Dạ vâng, mong rằng chị Tuyền ở Bình Dương đã nghe rõ những lời chia sẻ của chuyên gia chương trình, và đặc biệt đối với tình trạng của con em mình như thế nào thì chắc chị Tuyền cũng đã nắm được rõ. Bên cạnh đấy thì chúng ta sẽ có rất nhiều những cái giải pháp để chúng ta giúp trẻ tăng chiều cao cũng như là hạn chế được cái việc tăng cân quá so với quy định. Mong rằng là chị Tuyền ở trong Bình Dương cũng đã nghe rõ chương trình, và nếu như cần nghe lại thì mời chị hãy nghe lại trên kênh Joy FM vào lúc 19 giờ cùng ngày. Xin cảm ơn chị Tuyền ở Bình Dương đã kết nối với chương trình. Còn bây giờ thì chúng tôi xin phép được trò chuyện với thính giả kết nối qua đường dây nóng 1900 6255. Alo ạ. Alo ạ. Dạ vâng ạ, xin chào thính giả. Vâng, thính giả có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ? Vâng, xin chào chương trình, xin chào thầy thuốc ạ. Em là Thành ở Nghệ An ạ. Dạ vâng, chào anh Thành Nghệ An, mời anh chia sẻ những vấn đề anh quan tâm ạ. Vâng, xin chào thầy thuốc, em có bé trai năm nay gần tính tháng 9 này là 3 tuổi ạ. Nhưng mà cháu thì cân nặng được 11 cân thôi, mà chiều cao của cháu thì có 85 cm ạ. Vâng. Mà cháu thì nó dạo nó biếng, dạo nó biếng ăn mà cháu hay ho. Vâng. Dạo này nó cháu nó cũng sao nó ngủ nhiều á bác sĩ ạ? Vâng. Ngủ nhiều mấy ban ngày ạ? Dạ ngủ cả cái đêm cũng thế, ngày từ sáng mai mà ngủ mà bố mẹ mà không gọi dậy thì còn tầm không ép dậy được, tầm 9 giờ sáng nó mới cháu mới dậy. Mà trưa cũng có thể là 12 giờ bố mẹ đi ngủ trưa thì cháu cũng có thể ngủ luôn, mà ngủ đến 3-4 giờ chiều cơ nên mà không gọi dậy á. Vâng. Thứ nhất là như này nhá, xin chia sẻ với anh là như thế này. Thứ nhất là về tình trạng dinh dưỡng thì cháu hiện nay là đang trong cái tình trạng dinh dưỡng rất là nặng nhá. Một cháu bé từ gần 3 tuổi cháu trai thì bây giờ cháu phải khoảng 14 cân, 14 cân 3 đấy. Gần 14 cân và cao bây giờ là phải 96 cm, mà cháu của anh bây giờ có 11 cân với cả 85 cm thôi. Như vậy thì cháu bị suy dưỡng thể còi cọc rất là nặng rồi đấy nhá. Tất cả cân. Thế và đương nhiên thì tất cả những cái cháu đã bị suy dinh dưỡng như này thì cái hệ miễn dịch của cháu rất là suy giảm, cho nên là rất là kém, cho nên là cái việc mà cháu ốm đau thường xuyên thì đó là bình thường. Thế còn cái việc mà cháu ngủ quá nhiều một cái bất thường như vậy thì tốt nhất là anh chị có thể phải cho cháu đi khám bác sĩ nhá. Tại vì nói qua cái chương trình radio như này thì tôi không thể nào mà vẫn phán đoán được là cháu thông thường, thì theo tôi đoán nghĩ thì cũng có thể là do là cháu nó thiếu máu, nó suy dưỡng là nó thiếu máu, mà thiếu máu thì là dẫn đến tình trạng oxy lên não kém nên cho nó cũng rất hay ngủ và ngủ nhiều. Đấy thì đấy là chỉ là một cái phán đoán của tôi thôi, còn nhiều mà còn cái vấn đề đấy nó còn rất nhiều nguyên nhân khác. Thế cho nên là bây giờ thứ nhất là anh cần phải cho cháu đi khám để xem là cái vấn đề sợ nhất là cái ngủ ấy của cháu nó có liên quan đến cái bệnh lý gì khác không. Thế còn riêng về vấn đề dinh dưỡng thì thứ nhất là bây giờ cháu rất suy dinh dưỡng, cho nên là gia đình cần phải có một cái chế độ chăm sóc đặc biệt, tức là cho cháu ăn uống
bổ sung các cái vi chất dinh dưỡng để cho cháu nó có thể là nó phát triển cái chiều cao cũng như là cái cân nặng nó tốt hơn lên. Thế thì ngoài cái chế độ ăn của cháu bây giờ là 3 tuổi thì một ngày bây giờ là vẫn phải duy trì cho cháu 500-600ml sữa. Thế rồi cơm cháo là mỗi ngày bây giờ phải ăn 3-4 bữa, mỗi bữa phải độ ít nhất cũng phải được một bát, rồi cho cháu ăn đa dạng thức ăn. Và bên cạnh đó nữa thì anh phải cho cháu vận động chơi ở ngoài trời để tắm nắng, tổng hợp vitamin D, và có một cái sản phẩm giúp cho cháu vừa tăng sức đề kháng cũng như là phát triển chiều cao, thì anh có thể bổ sung cho cháu cái sản phẩm Previtin 2. Mỗi ngày cho cháu 2 gói và anh có thể dùng cho cháu một thời gian trong khoảng 3-6 tháng. Đấy, thì bên vâng, đấy anh có thể bổ sung thế. Thế còn thì cái vấn đề giấc, cái ngủ của cháu nó như thế là nó không bình thường thì cái đấy cũng cần phải đi khám bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ chuyên khoa thần kinh thì mới có thể xác định được cái nguyên nhân tại sao cháu ngủ nhiều như vậy nhá. Vâng. Bác sĩ ơi, cho em hỏi cái dạo này thì em thấy em người ta cam hỏi mấy cái dược gì ở ngoài bán thuốc ngoài đấy. Vâng. Em có mua cho cháu cái thuốc Philatop ấy. Vâng. cháu nó uống cái đấy thì nó sinh ra tính ngủ nhiều hay sao, còn thì nếu mà vận động thì cháu nó hay vận động lắm, cháu nó hay chơi thể thao. Thế thì nếu mà anh thấy cái nguyên nhân là do cái phi là tốt mà cháu ngủ nhiều thì tốt nhất đừng cho cháu uống nữa, tại vì trẻ con thực ra ngủ thì ngủ nhiều thì nó ví dụ như 3 tuổi thì cái thời gian ngủ của nó một ngày cũng khoảng tầm 10 đến 12 tiếng, nhưng cháu phải ngủ nhiều vào ban đêm cơ. Chứ còn ban ngày mà cứ ngủ đến 3-4 giờ chiều xong lại sáng lại dậy muộn không chịu vận động thì lại không tốt đâu. Các cháu là bây giờ cần phải vận động. Thế cho nên nếu vì cái nguyên nhân đó thì nếu mà thì anh phải tạm dừng đấy. Tại thực ra là cái phi là tốt thì uống thì cũng được, nhưng mà nó cũng không phải là có gì lấy lắm. Cháu bây giờ ấy bị thấp chiều cao như thế này là chủ yếu là thiếu các cái vi chất dinh dưỡng, ví dụ như thiếu vitamin D, thiếu kẽm, thiếu canxi, thiếu các cái vi chất là phải bổ sung vào, chứ còn không phải uống Philatop thì nó không có hiệu quả bằng để bổ sung các cái vi chất này đâu. Thế cho nên là nếu mà thế thì tốt nhất thì nếu mà dạ, theo anh nghĩ mà do uống cái đấy nó ngủ nhiều thì anh tạm dừng cái đấy lại nhá. Và cho cháu đấy thì muốn phát triển chiều cao và đặc biệt nữa là tăng cường sức đề kháng cho cháu thì anh có thể dùng cái sản phẩm Previtin 2 cho cháu ngày 2 gói. Cháu cũng có thể em cũng có thể là nghĩ là cho một là phần là cho uống cái thuốc đấy, hai là nó cho nó do cháu nó cũng nghỉ hè đấy, cháu nó tham gia vận động chơi cùng bóng đá thể dục với anh trai của cháu. Vâng. Nó bị chiều mát thì hai anh em cứ đá bóng với nhau cũng... Vâng thì rất tốt đấy ạ, cho cháu vận động tốt. Vâng. Vận động nhất là buổi sáng nữa càng tốt ạ. Vận động nhiều quá rồi có thể đến nó mệt thì nó ngủ nhiều. Vâng, nói chung là vận động thì cũng phải tùy theo sức của cháu và tuổi cháu. Thực ra 3 tuổi thì cũng không cần phải vận động quá nhiều đâu. Ví dụ như mỗi ngày sáng cháu cũng có thể đạp xe hoặc là đi bộ, hoặc là xe ba bánh hoặc đi bộ được khoảng nửa tiếng hay một tiếng, như chiều cũng thế, như thế thôi. Chứ còn nếu mà quá mức và đến lúc để cháu mệt mà cháu lăn ra ngủ mà nhiều như thế thì cũng lại không không tốt cho sức khỏe lắm đâu ạ. Vận động nhưng mà gọi là vận động tốt, nhưng mà cũng vận động ở cái mức vừa phải tùy hợp theo cái lứa tuổi của cháu thôi. Mới có 3 tuổi thì cũng không cần quá vận động quá nhiều nhé. Chủ yếu là bây giờ cháu còi suy dinh dưỡng này thì phải chủ yếu chế độ ăn uống cho cháu tốt hơn nữa. Vâng, bây giờ cháu thiếu đến cả 3 cân mà thiếu đến 10cm, 11cm chiều cao mà. Sữa là cháu uống, sữa nó uống là nhiều đấy. Hai anh em sữa uống, chứ là uống sữa nhiều dạo này nó cũng hay táo bón rồi, cho nên là mẹ cháu nó cũng hơi giảm sữa. Nhưng một ngày uống 3, nếu mà sữa tươi thì 3 hộp sữa tươi, còn sữa bột thì buổi tối cũng chưa kể đến sữa bột. Vâng, nhưng mà cháu ba ngoài sữa ra thì cháu vẫn phải cần ăn thêm cơm cháo nữa, tại vì tuổi này của cháu một ngày bây giờ phải 4 bữa các anh. 2 bữa cơm, 2 bữa cháo nữa cơ. Vâng. Rồi ăn rau hoa quả thứ và ăn đa dạng nữa. Đúng là uống chỉ một mình sữa không thì rất bị táo bón, cho nên là phải ăn thêm rau hoa quả vào nữa thì nó mới chống được tình trạng táo bón. Và nếu táo bón thì lại cũng không hấp thu được canxi, cho nên là cháu bị thiếu canxi, cho nên là cháu mới thấp chiều cao như thế này. Vâng, một chế độ ăn phải cân đối ấy cả, chứ còn ăn cái gì quá nhiều quá thì cũng không phải là tốt đâu. Chỉ uống sữa không thì cũng không đủ. Vâng, vẫn phải ăn các thức ăn khác nữa. Dạ vâng, xin cảm ơn anh Thành ở Nghệ An đã kết nối với chương trình và chúc cho anh cũng như là các cháu và chị nhà luôn luôn mạnh khỏe. Bên cạnh đây nữa thì cháu nhà mình sẽ ngoài vận động ra thì anh có thể bổ sung thêm rất nhiều những cái sản phẩm để giúp cháu tăng chiều cao, có xương chắc khỏe và dẻo dai. Cùng với sự vận động của cháu thì chắc chắn là trong tương lai thì sẽ có một cái vóc dáng hết sức lý tưởng. Xin cảm ơn anh Thành ở Nghệ An đã kết nối với chương trình. Còn bây giờ thì đường dây nóng 1900 6255 xin phép được trò chuyện với thính giả tiếp theo ạ. Alo, chương trình Gặp Thầy Thuốc Nổi Tiếng xin nghe ạ. Alo ạ. Alo. Dạ vâng ạ, thính giả nghe rõ chương trình chưa ạ? À dạ vâng, em nghe rõ ạ. Dạ vâng ạ, mời thính giả giới thiệu đôi nét về mình để chúng ta tiện trò chuyện ạ. Dạ,
thưa em tên là Trang ở Biên Hòa Đồng Nai. Dạ vâng, chị Trang ở Biên Hòa Đồng Nai, và mời chị hãy chia sẻ những vấn đề chị quan tâm ạ. Dạ vâng, em chào chương trình, em chào bác sĩ ạ. Dạ vâng ạ, xin mời chị ạ. Em có con em năm nay 9 tuổi, cháu cao 1m35 mà nặng 30kg. Cháu bị làm sao mà nó cứ bảo là nó đau hai cái vú mà không biết là nó bị làm sao hết, mà em cũng chẳng hiểu. Cháu trai hay cháu gái chị? Dạ, cháu gái ạ. Cháu gái 9 tuổi. Cháu đau ở chỗ ngực cái gì? Dạ vâng. Chị thấy cái ngực của cháu đó nó bắt đầu nó nhú lên, nó bắt đầu như kiểu của con bắt đầu tuổi tiền dậy thì chưa? Thấy nó hơi nhú nhú lên. Rồi thế thì cái đấy, chuyện đấy là hiện tượng sinh lý hoàn toàn bình thường. Tại hiện nay là con của em là so với chuẩn là cháu đang cao và chiều cao và cân nặng đều vượt chuẩn rất nhiều. Và cái dấu hiệu mà ngực cháu hơi đau đau mà nó nhú nhú lên đấy là cái dấu hiệu của tiền dậy thì ở cái lứa tuổi tiền dậy thì ở bé gái thôi. Không có gì phải đáng lo ngại đâu nhá. Ừ, không có gì em lo đâu. Tại vì con em bây giờ nếu như bình thường 9 tuổi thì bây giờ nó chỉ khoảng độ 28 cân thôi, và cao cũng chỉ khoảng 1m30 thôi, mà con em giờ đã 1m35 và 30 cân rồi. Thế cho nên là bây giờ là cháu cao bắt đầu vào lứa tuổi cao nhanh rồi, mà bé gái thì bắt đầu nó bắt tuổi này, nó bước tuổi tiền dậy thì, mà nhất là cái ngực của cháu bắt đầu nó hơi sưng sưng ngứa ngứa nhú nhú lên, nó hơi đau đau, thì đấy là cái hiện tượng sinh lý bình thường thôi, chứ em không có gì phải lo lắng cả nhá. Đấy là hiện tượng sinh lý bình thường. Trẻ gái bắt đầu bước tuổi tiền dậy thì ngực của nó bắt đầu phát triển và bắt đầu nó có thể hơi đau đau một chút thôi. Em không có gì phải lo lắng cả nhá. Dạ vâng. Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chị Trang ở Biên Hòa Đồng Nai đã kết nối với chương trình, và mong rằng là chị cũng hết sức yên tâm bởi vì con nhà mình đã bắt đầu bước vào cái giai đoạn tiền dậy thì, và cũng là một cái giai đoạn bắt đầu cho việc sự thay đổi về sinh lý cũng như là cả về tâm lý, cho nên là bà mẹ cũng hết sức chú ý đến trong giai đoạn này trong sự phát triển của con. Còn bây giờ thì chúng tôi xin phép được trò chuyện với thính giả vừa kết nối với đường dây nóng 1900 6255. Alo ạ. Alo ạ. Dạ vâng ạ, xin chào thính giả. Thính giả có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ? Cháu tên Thái ở Hà Nam. Dạ vâng, xin mời anh Thái ở Hà Nam chia sẻ những vấn đề mà anh quan tâm ạ. Cháu hỏi bác sĩ là gái cháu là 8 tháng tuổi, gái bé 8 tháng tuổi mà được có 9 tháng mà được có 6 cân rưỡi mà cao 65cm. Thì cháu hỏi là xem có suy dưỡng không hay là như nào ạ? Thứ nhất là bây giờ là con của cháu là bây giờ mới 9 tháng tuổi rồi mà có 6 cân rưỡi với 65cm, như vậy là cháu đang bị suy dinh dưỡng rồi nhá. Ở lứa tuổi 9 tuổi này thì bây giờ là con gái thì bây giờ nó cũng phải độ khoảng gần 8 cân. Mà cao thì nó cũng phải khoảng độ 70cm nhá. Cháu có 65cm thôi, như vậy thì cháu đang bị suy dinh dưỡng. Không biết là bây giờ cháu có đang được bú sữa mẹ không hay là ăn sữa ngoài? Bú sữa mẹ nhưng mà ăn sữa ngoài không ăn. Không chịu ăn, ăn ít đúng không? Ừ. Cháu bây giờ 9 tháng thì đã biết làm gì rồi, đã biết bò với cái thứ chưa? Cháu vịn đứng các thứ, bò khỏe. Thóp thì đã nhỏ chưa hay vẫn còn rộng? Thóp nhỏ. Lật rồi. Răng thì được bao nhiêu cái rồi? Răng chưa được thế nào ạ? Răng thì chưa được thế nào. Ngủ đêm cháu ngủ có ngon giấc không? Ngủ đêm hay quấy hay quấy khóc. Rồi. Không thương hay quấy. Hay quấy đêm mà có lười ăn nữa đúng không? Dạ vâng, con hỏi bác sĩ là con muốn cho cháu lên viện dinh dưỡng khám. Dinh dưỡng khám ở khoa nào như thế nào bác sĩ? Bây giờ thì em có thể cho cháu lên viện dinh dưỡng khám vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ bảy và chủ nhật. Thứ bảy chủ nhật thì làm buổi sáng, còn các ngày khác thì làm giờ hành chính, từ 7:30 sáng cho đến 11:30 trưa, và chiều là từ 1:30 cho đến 4:30 chiều. Đấy, tất cả các ngày trong tuần đều, và chỉ cần lên viện dinh dưỡng thôi, thì lên cái chỗ số 2 yếc xanh của viện dinh dưỡng khám nhá. Cháu là bây giờ là theo những cái mô tả của em thì bác nghĩ là cháu là khả năng là bị thiếu còi xương và suy dinh dưỡng thôi nhá. Đấy, cho nên cho cháu lên đấy khám thì để các bác sĩ tư vấn, và cũng dùng là xem có cần thiết thì cần phải làm xét nghiệm xem cháu thiếu vi chất dinh dưỡng gì thì bổ sung cho cháu, và cũng hướng dẫn cái chế độ ăn hàng ngày cho cháu để cải thiện cái tình trạng dinh dưỡng. Vâng. Không muốn hỏi cái lớn là cháu là được 2 tuổi rưỡi. 2 tuổi rưỡi. Cái bé gái là gái. Thì bao nhiêu cân? 2 tuổi rưỡi mà được 11 cân 8, lại cao 98 đấy ạ. 98 hay 88 em có nhớ nhầm không? 98 ạ. 98 thì cao lắm đấy. Không được đâu, chắc là chỉ 89 chứ, hay em có nhớ nhầm không chứ? Chứ không thể nào 2 tuổi rưỡi mà. 89 thì sao ạ? 89 đúng rồi. Đấy, 89 thì còn có lý, đúng. Tại vì với một cháu bé 2 tuổi con gái thì nó nặng khoảng tầm 11 cân rưỡi và cao là 86cm. Thế bây giờ con em 2 tuổi rưỡi thì bây giờ chiều cao là được 89 thì là cũng chấp nhận được. Nó có thiếu thì thiếu 1-2cm thôi.
nhá. Thế còn cân nặng thì bây giờ thì nó cũng chỉ cần tầm khoảng 12 cân thôi. Thì được 11 cân 8 là cũng được rồi. Nhưng chung là thế thì cái cháu bé lớn như vậy thì không có vấn đề gì đâu. Cháu phát triển như thế cháu là bình thường. Là, ừ. Đợt cháu bé lớn là đẻ ra là có một cái răng. Ừ. Một cái răng mà bây giờ... Đẻ ra đã có răng rồi à? Dạ vàng. Ừ. Nó nằm dưới ạ. Ừ. Dạ vàng thì bây giờ cháu chậm một răng quá mới được có được chụp cái cả hai hàm. Ừ. Tức là đẻ ra thì đã có răng rồi, nhưng mà bây giờ thì đã hơn 2 tuổi, 2 tuổi rưỡi rồi mà vẫn chưa mọc đủ răng. Dạ. Thế cháu ngủ nghe thế nào, ngủ có ngon giấc không? Cháu ngủ ngon lắm mà ăn ngủ khỏe ngon, lắm. Ăn cũng khỏe, à. Tốt, không vấn đề gì gì. Thế thì cháu khỏe mạnh. Thôi thôi, nếu mà có thể tiện hôm nào mang cả bé nhỏ đi khám thì em cho cả cháu lớn lên, thì cần thiết lên thì lên viện dinh dưỡng thì các bác sĩ cho em xét nghiệm máu xem là cháu có thiếu canxi hoặc là thiếu vi chất gì không thì bổ sung thêm cho cháu nhé. Dạ, thế là cô là cô ở phòng 5 không ạ? Ừ đúng rồi, cô ở phòng 5. Dạ vâng, thì hôm nay cháu nên cháu gặp cô ở phòng 5 thì cô tư vấn cho cháu luôn này. Ờ rồi rồi, được rồi. Dạ vâng, anh Thái thân mến, là hôm nào thì mấy bố con cùng dắt nhau lên trên Viện Dinh dưỡng Quốc gia tại Yết Xanh, thì là trong khu vực phố Lò Đúc. Thì như vậy là ngay trước mặt Viện Dinh dưỡng Quốc gia có một vườn hoa rất là đẹp, và mấy bố con cũng có thể đi chơi luôn. Vâng, một công đôi việc, thì vừa cho các con đi chơi mà vừa cho các con đi kiểm tra sức khỏe. Đây là một điều hết sức quan trọng về sức khỏe của các con cũng như là sự phát triển của nó trong tương lai. Cảm ơn anh Thái ở Hà Nam đã kết nối với chương trình. Và lúc này đây thì đường dây nóng 1900-6255 liên tiếp nhận được những cuộc kết nối của các quý thính giả. Chúng tôi xin phép được trò chuyện ngay với thính giả vừa kết nối với chương trình. Alo ạ. Alo ạ. Dạ vâng ạ, xin chào thính giả. Thính giả có thể giới thiệu đôi nét về mình được không ạ? Dạ vâng, em tên là Quyên, em hiện đang sống tại Hà Nội ạ. Dạ vâng, chào chị Quyên. Vâng. Mời chị hãy chia sẻ những vấn đề chị quan tâm ạ. Vâng ạ, em muốn hỏi bác sĩ Hải là con em bây giờ được 2 tuổi, 25 tháng, cháu được 25, hơn 2 tuổi một tí. Là cháu hiện tại bây giờ là cháu ngủ ra rất nhiều mồ hôi và hay giật mình. Thì hay giật em... mình. Vâng. Là cháu, lúc bé là cháu bị ốm rất nhiều, nằm viện mất mấy tháng. Yeah. Bây giờ em sợ cháu, lo ngại cháu bị thiếu canxi hay không. Thì em muốn chỉ hỏi ý kiến bác xem. À, bây giờ là cháu 25 tháng thì cháu là cháu bé trai, bé gái, cân nặng chiều cao bao nhiêu? Dạ, cháu bé trai ạ, cháu cao khoảng 90 phân. Vâng. Và nặng được 12 cân. Vâng. Như vậy thì thứ nhất là về thể chất thì con em phát triển khá tốt nhá. Phát triển khá tốt, thì nhất là chiều cao ấy, chiều cao bây giờ 25 tháng chỉ cần 88 phân thôi mà con em đã được 90 phân rồi, như vậy thì quá tuyệt vời. Vâng. Nhưng mà chính cái sự phát triển chiều cao quá nhanh thì cũng là nguyên nhân dẫn đến dễ thiếu canxi và các cái vi chất dinh dưỡng khác. Thế và cái dấu hiệu cháu ra nhiều mồ hôi các thứ rồi là ngủ không ngon giấc thì đấy là cũng là dấu hiệu mà có thể nghĩ đến khả năng nhiều là cháu bị thiếu các cái vi chất dinh dưỡng. Thế cho nên là tốt nhất thì trường hợp này thì em nên cho cháu đến trực tiếp khám bác sĩ để có thể cần thiết thì làm các xét nghiệm để cháu thiếu thì được bổ sung kịp thời nhé. Vâng ạ, thì em muốn khám trực tiếp bác sĩ Hải. Vâng, thì em đến vâng. Từ mấy ạ? À, trong tuần này thì tôi khám cả thứ 7 chủ nhật, sáng thứ 7 sáng chủ nhật tôi cũng làm việc tuần này. Hoặc cả ngày mai, vâng, và ngày mai. Vâng ạ. Vâng. Chiều nay cũng có luôn, nếu chiều nay chị đến được. Vâng. Dạ vâng ạ. Vâng. Thế thì sáng thứ 7 chủ nhật em cho cháu đến. Vâng, sáng thứ 7 và sáng chủ nhật nhá. Rồi. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Quyên đã kết nối với chương trình, là và chúng ta ở Hà Nội cả cho nên là cái việc đến gặp bác sĩ Hải tại Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng hết sức là đơn giản. Mong rằng là chị sẽ dành thời gian để đưa thiên thần bé nhỏ của mình đến để kiểm tra sức khỏe để làm sao chúng ta hết sức yên tâm về sức khỏe của cháu cũng như là sự phát triển sau này của cháu. Xin thưa quý thính giả, thời lượng kết nối của chương trình gặp thầy thuốc nổi tiếng ngày hôm nay cũng nhanh chóng đã trôi qua, và chúng tôi mong rằng với cái chủ đề những sai lầm khi bổ sung tăng chiều cao, bổ sung canxi tăng chiều cao cho trẻ sẽ đã đem đến cho quý thính giả những cái thông tin hết sức bổ ích, lý thú để chúng ta cùng nhau là chăm sóc sức khỏe cũng như là vóc dáng trong tương lai của những thiên thần bé nhỏ. Một lần nữa chúng tôi xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng Viptin, nâng tầm cao và trí tuệ Việt của dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ cho chương trình này. Để nhận được những lời tư vấn về bệnh lý và sản phẩm, quý thính giả có thể liên hệ đến tổng đài bác sĩ tư vấn 1900-1259 hoặc gửi câu hỏi đến hòm thư điện tử khỏe đẹp a@bacsitivan.vn. Viptin giúp tăng chiều cao tối đa cho tuổi dậy thì với bao canxi nano, vitamin D3 và MK7